thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Nhiều nhà phân phối xe xăng chuyển bán ô tô điện VinFast. Không ít doanh nghiệp từ kinh doanh xe xăng đã chuyển sang phân phối ô tô điện VinFast, cho thấy sự đón nhận cũng như niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng với xe điện tại thị trường Việt Nam. Loạt showroom VinFast đổ bộ các tỉnh thành. Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, showroom VinFast mới đã đổ bộ nhiều tỉnh thành phố. Phần lớn trong số này là những showroom của các nhà phân phối với quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, cho thấy kỳ vọng của các nhà đầu tư với xe điện VinFast. Không ít nhà phân phối mới của VinFast đều từng bắt tay với các hãng xe ngoại, đơn cử công ty trách nhiệm hữu hạn Mary Auto vừa khai trương VinFast Hà Tĩnh và công ty cổ phần Bắc Tây Nguyên vừa mở showroom VinFast Gia Lai, trước đó là đại lý cho một hãng xe lâu đời của Nhật Bản. Ngoài ra, một số đối tác từng phân phối cho các hãng xe Hàn Quốc, Trung Quốc cũng quyết định dừng cuộc chơi với xe ngoại để gia nhập mạng lưới của VinFast. Về lý do chuyển đổi, phần lớn các nhà phân phối đều có chung đánh giá xe điện VinFast với chất lượng hàng đầu, mức giá cạnh tranh và những chính sách tốt sẽ mang tới nhiều cơ hội về doanh thu. Ông Nguyễn Quang Nam, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Mary Auto, đơn vị vừa khai trương VinFast Hà Tĩnh, lý giải nguyên nhân đơn vị ông chuyển sang phân phối cho VinFast bởi đây là thương hiệu được yêu thích tại Việt Nam. Sự yêu thích trên bắt nguồn từ việc VinFast đã đặt sự an toàn và chất lượng lên hàng đầu trong quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm. Các mẫu xe đều đạt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và được trang bị các công nghệ tiên tiến, ông Nam cho hay. Ngoài ra, từ góc độ kinh doanh, vị lãnh đạo Mary Auto nhìn thấy tiềm năng khi mức giá cạnh tranh của các sản phẩm VinFast so với các đối thủ cùng chính sách hậu mãi tốt, giúp khách hàng cảm thấy yên tâm và hài lòng sau khi mua xe. Điều này giúp thúc đẩy sự tiếp cận với một lượng lớn người tiêu dùng Việt Nam, nhất là những người trẻ tuổi có nhu cầu mua xe, ông cho biết. Lễ khai trương đại lý VinFast Gia Lai ngày 10 tháng 8. Trong khi đó, lãnh đạo công ty cổ phần Bắc Tây Nguyên Gia Lai cho hay việc dừng cuộc chơi với hãng xe Nhật Bản bởi chiến lược không rõ ràng khiến công ty không đủ tự tin để duy trì. Ngược lại với VinFast, vị này thấy được tiềm năng, cơ hội phát triển tích cực. Ngoài ra, các nhà phân phối như công ty cổ phần Bắc Tây Nguyên còn được hưởng các chính sách hỗ trợ đồng hành về nhiều mặt, từ đầu tư cải tạo, xây mới cho tới hỗ trợ nguồn lực nhân sự từ đội ngũ VinFast. Bước ngoặt chuyển đổi xanh. Ngoài tiềm năng về doanh thu, nhiều nhà phân phối cho rằng một trong những lý do quan trọng khiến họ tìm tới hãng xe Việt bởi lời kêu gọi vì tương lai xanh đầy ý nghĩa của VinFast. Ông Bùi Văn Hảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast Phan Trọng Tuệ, đơn vị đối tác có showroom VinFast lớn nhất Việt Nam vừa khai trương đầu tháng 8, đã khẳng định niềm tự hào khi được đồng hành cùng thương hiệu ô tô điện đầu tiên của Việt Nam. Từ chính câu nói, mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, chúng tôi đã luôn hướng đến trở thành doanh nghiệp chuyển đổi xanh đầu tiên. Hiện nay chúng tôi sử dụng năng lượng mặt trời đến 70% lượng tiêu thụ điện năng của doanh nghiệp, ông Hảo chia sẻ. Song song với việc chuyển đổi của các đơn vị kinh doanh ô tô, các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ vận tải cũng đang chứng kiến xu hướng điện hóa rõ nét. Phát biểu trong hội thảo mới đây, ông Nguyễn Ngọc Đồng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đồng Quý, đơn vị vận hành hãng Lado Taxi ở Lâm Đồng, một trong những doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi sang xe điện, cũng đồng tình với ý kiến rằng một trong những lý do đầu tiên hãng chuyển hướng sang xe điện là vì tương lai xanh, vì con em của chúng ta. Ngoài ra, ông Đồng cho rằng kinh doanh taxi bằng xe điện có lợi hơn hẳn bởi khả năng tiết kiệm chi phí, tối ưu lợi nhuận và cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt. Vị lãnh đạo dự kiến tới hết năm 2024, Lado Taxi sẽ vận hành dàn taxi 4 chỗ, 100% thuần điện. Đánh giá cao sự chuyển dịch này, ông Trần Vĩnh Tuyến, một chuyên gia theo dõi thị trường ô tô, cho rằng lời hiệu triệu của VinFast rõ ràng đang có những tác động tới cộng đồng doanh nghiệp trong thực tế. Sự tiên phong của VinFast đã tạo ra phản ứng dây chuyền trong cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hiểu lợi thế của xe điện và xu hướng chuyển đổi xanh nên muốn hành động sớm, vị chuyên gia nói. Cũng từ sự thay đổi này, ông Tuyến nhận định thị trường đang đứng trước bước ngoặt quan trọng để tạo đột phá trong chuyển đổi xanh. Theo ông, Việt Nam đang có đủ 3 yếu tố để tạo ra bước nhảy về chuyển đổi xanh, gồm mục tiêu của chính phủ, sự chuyển đổi của cộng đồng doanh nghiệp và xu hướng tiêu dùng của người dân. Nói về riêng VinFast, vị chuyên gia đánh giá với xu hướng chuyển đổi tích cực hiện tại cùng những kết quả ngày càng tốt của từng dòng xe, VinFast đang có cơ hội lớn để vươn lên trở thành số 1 tại Việt Nam. Tôi chờ đợi và tin tưởng VinFast sẽ chiếm lĩnh ngôi vị số 1 thị trường Việt Nam ngay trong năm nay, vị chuyên gia đánh giá. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.
Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.